của mình trong những cánh rừng mà cho xây lang tầm giữa một vùng thôn dã. Lang Thiệu Trị có tên chữ là Sương Lăng, nằm ở địa phận làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, ngoại ô thành phố Huế. So với lăng tẩm các vua tiền nhiệm và kế vị, Lăng Thiệu Trị có những nét riêng độc đáo. Đây là lăng duy nhất quay mặt về hướng Tây Bắc, một hướng ít được dùng trong kiến trúc cung điện và lăng tẩm thời Nguyễn. Cách lăng 8 km về phía trước, ngọn núi Chằm sừng sững được chọn làm tiền án. Dòng sông Hương chảy qua trước mặt được chọn làm minh đường. Các yếu tố tả Thanh Long, hữu Bạch Hồ cũng có những nét khác thường. Đồi Vọng Cảnh ở bên này sông được chọn làm thế rồng trầu, nhưng Hổ Phục lại là ngọn ngọc tràn ở bên kia sông. Đằng sau, núi Kim Ngọc xa mờ trong mây được chọn làm hậu trầm. Đồng thời, những người kiến thiết Sương Lăng còn đắp thêm một mô đất cao lớn ở ngay sau lăng để làm hậu trầm thứ hai. Một nét khác biệt nữa là Sương Lăng không có la thành bao quanh. Nếu ở lăng Gia Long, la thành bằng gạch được thay thế bởi vô số núi đồi bao quanh như một vành đai tự nhiên, hùng tráng, bảo vệ giấc ngủ cho vị tiên đế triều Nguyễn, thì ở lăng Thiệu Trị, những cánh đồng lúa mượt mà, những vườn cây xanh dờn ở xung quanh được xem là la thành của lăng. Chính vòng la thành thiên nhiên đó tạo cho cảnh quan lăng Thiệu Trị sự thanh thoát và yên bình. Ông vua vốn được tiếng thương dân ấy đã yên nghỉ giữa ruộng vườn tươi tốt, như cuộc đời bình dị của ông không trăn trở nghĩ suy, không cầu kỳ phức tạp, mà mộc mạc và thân quen vô cùng. Vua Thiệu Trị tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, con trai trưởng của vua Minh Mạng, lên ngôi giữa tuổi 34. Nhà vua trị vì được 7 năm, từ năm 1841 đến năm 1847 thì băng hà, hưởng thọ 41 tuổi và có 64 người con. Sinh thời, nhà vua chưa lo nghĩ đến cái chết của mình, phần nữa không muốn binh dân hao tổn quá nhiều sức lực và của cải, nên ông chưa xây cất sơn lăng. Cho đến lúc chuẩn bị ra đi, nhà vua đã trăng trối với người con trai sắp kế vị rằng: chỗ đất làm sơn lăng nên chọn chỗ bãi cao, chân núi cận tiện để dân binh dễ làm công việc. Con đường ngầm đưa quan tài đến huyệt bắt đầu từ Hiếu Lăng nên bắt trước mà làm. Còn điện vũ, liệu lượng mà xây cất cho kiểm ước, không nên làm nhiều đền đài, lao phí đến tài lực của binh dân. Vâng mệnh cha, vua Tự Đức đã sai các thầy địa lý và quan lại đi chọn đất xây lăng. Họ tìm được một cuộc đất tốt ở chân núi thấp thuộc làng Cư Chánh, cách kinh thành chừng 8 km để xây cất lăng mộ. Ngọn núi ấy được đặt tên là Thuận Đạo Sơn và lăng ấy có tên là Sương Lăng. Quá trình xây cất Sương Lăng diễn ra nhanh chóng và gấp rút, nên chỉ sau 3 tháng thi công, các công trình chủ yếu đã hoàn thành. Ngày 14 tháng 6 năm 1848, vua Tự Đức thân hành lên Sương Lăng kiểm tra lần cuối. 10 ngày sau, thi hài vua Thiệu Trị được đưa vào an táng trong lăng sau 8 tháng quàn trong điện Long An ở cung Bảo Định. Vua Tự Đức viết bài văn bia dài trên 2.500 chữ cho khắc lên tấm bia Thánh Đức Thần Công, dựng vào ngày 19 tháng 11 năm 1848 để ca ngợi công đức của vua cha. Kiến trúc lăng Thiệu Trị là sự kết hợp và chọn lọc từ mô thức kiến trúc lăng Gia Long và lăng Minh Mạng. Sương Lăng giống với Thiên Thọ Lăng ở chỗ đều không có la thành. Khu vực lăng mộ và tẩm điện biệt lập, song song với nhau. Sương Lăng lại giống Hiếu Lăng ở cách thức mai táng, với việc xây dựng tọa đạo bửu thành hình tròn với hồ Ngưng Thúy hình bán nguyệt bao quanh phía trước. Tổng thể lăng gồm hai khu vực, lăng và tẩm. Phần lăng nằm ở bên phải, phía trước có hồ Nhuận Trạch, thông với hồ điện ở trước khu vực tẩm qua một hệ thống cống ngầm và nối với hồ Ngưng Thúy ở trước bửu thành, tạo thế chi huyền thủy, chảy quanh co ở trong lăng.
ngay sau hồ Nhuận Trạch là nghi môn bằng đồng đúc theo kiểu long vân đồng trụ, dẫn vào bái đình rộng lớn. Hai hàng tượng đá ở hai bên sân là những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật tạc tượng nửa đầu thế kỷ thứ 19 ở Huế. Tiếp theo là bi đình dạng phương đình và lầu Đức Hinh ngự trên một quả đồi cong dạng mai rùa. Các nhà kiến trúc khi xây dựng lăng Thiệu Trị đã tách riêng khu vực tẩm điện trong lăng Minh Mạng, nối phần bái đình và bi đình làm một, rồi cải tiến, sửa đổi cho phù hợp với cảnh quan xung quanh để tạo ra xương lăng. Vì thế mà bi đình và lầu Đức Hinh ở xương lăng mang vóc dáng của bi đình và minh lâu ở lăng Minh Mạng. Đứng trên lầu Đức Hinh, phóng tầm mắt ra phía sau sẽ thấy một cảnh quan diễm lệ. Hồ Ngưng Thúy như vầng trăng xẻ nửa án ngữ trước Bửu Thành. Bên trên hồ, ba chiếc cầu Đông Hòa, Chánh Trung, Tây Định như những dấu nối giữa cõi âm, cõi dương sẽ đưa du khách đến viếng mộ vua. Xa xa về phía phải, ngày trước có gác Hiển Quang, nơi dành cho nhà vua nghỉ ngơi, suy tư sau chuỗi ngày làm vua trị nước. Có lẽ yếu tố địa lý không cho phép kiến tạo xương lăng theo một trục dọc như ở Hiếu Lăng, nên khu vực điện thờ được xây dựng riêng, cách lầu Đức Hinh 100m về phía trái. Ngay sau hồ điện có một nghi môn bằng đá cẩm thạch với những liên ba bầu thái cực làm bằng pháp lam, trang trí những hoa văn sinh động, cầu kỳ. Bức hoành phi với bốn chữ Hán Minh Đức Viễn Hỷ, nghĩa là đức sáng cao xa vậy, như muốn nhắn gửi thế hệ sau tài đức của nhà vua thuở sinh thời. Bước lên ba bậc tam cấp, du khách sẽ đi qua Hồng Trạch Môn đang nhìn về phía bắc, một dạng cửa vọng lâu tiêu biểu cho kiến trúc Nguyễn. Điện Biểu Đức ở chính giữa là nơi thờ cúng bài vị của vua và bà Từ Dũ. Trong chính điện, trên những liên ba và cổ diêm bộ mái cũng như ở cửa Hồng Trạch, du khách còn đọc được trên 450 ô chữ chạm khắc những bài thơ có giá trị văn học và giáo dục sâu sắc. Các công trình phụ thuộc như Tả Hữu Phối Điện, Tả Hữu Tùng Viện quây quần chung quanh điện Biểu Đức càng tôn thêm vẻ cao quý của chính điện. Bên kia hồ điện, hòn Bầu Hồ làm bình phong cho khu vực tầm. Lác đác những bóng thông già ngạo nghễ vươn mình lên trời xanh, bất chấp mưa nắng, gió bão, như khí phách người quân tử vậy. Vua Thiệu Trị nằm đó, yên giấc ngàn thu trong khung cảnh thanh bình của đồng quê và sự quây quần của quyến thuộc. Mặc thế sự đổi thay, mặc con tạo xoay vần, chính khu lăng này đã thể nghiệm nét đẹp giản đơn để 16 năm sau, một khiêm lăng trữ tình và thơ mộng ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vinh quang trong nghệ thuật kiến trúc triều Nguyễn ở Huế.